thưa sư, tu cái miệng là tu như thế nào? Thưa quý vị đó, cái miệng á, thì nó có hai cái, tức là một cái đi vào và một cái đi ra ha. Thì mình tu hai phía. Thứ nhất á, là cái đi vào, cái mình đi vào miệng mình ấy, thì có những cái mình nên cho vào miệng, và có những cái mình không nên cho vào miệng. Tức là gì? Những cái gì mà mình có được bằng cái việc là mình không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mình có được bằng cách là mình không làm hại đến chúng sanh khác. Mà Đức Phật nói là mình nuôi thân bằng cái chánh mạng ấy, thì khi mà mình có được những cái đồ ăn bằng cái việc mình không làm hại đến chúng sanh khác, không có phạm giới, thì mình đưa nó vào miệng, nó là điều nên làm. Còn cái gì mà mình không nên đưa vào miệng, tức là những cái loại thực phẩm nào mà mình có được bằng việc mình phạm giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình có được bằng cách là mình làm hại đến cái lợi ích của chúng sanh khác, thì Đức Phật gọi nó là tà mạng, và chúng ta không nên cho nó vào ở trong miệng. Cho nên đầu tiên là tu cái gì mình đưa cho vào miệng và cái gì mình không đưa vào miệng. Cái này được Đức Phật nói trong bài Kinh Hôi Thối. Tức là Đức Phật nói thịt cá đó không phải là đồ ăn hôi thối, mà những cái đồ ăn nào mà mình có được bằng việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì đó là những cái thực phẩm hôi thối. Rồi, cái thực phẩm nào mà chúng ta trong khi ăn ấy, mà mình ăn bằng những cái suy nghĩ bất thiện, bằng những suy nghĩ tham cái này, muốn cái kia, bằng cái suy nghĩ là hại mình, hại người, bằng cái suy nghĩ là ganh tỳ, bỏn xẻn, bằng cái suy nghĩ ái luyến, thì những cái đồ ăn đó mình không nên ăn. Tức là mình không nên ăn trong khi mình đang có suy nghĩ bất thiện, thì cái đó không nên đưa vào miệng. Còn khi nào đó mà mình ăn thì nên ăn bằng cái suy nghĩ thiện, tức là gì? Chánh niệm, trí tuệ, từ bi, hỷ, xả, hoặc là giữ gìn chánh niệm trong 40 đề mục thiện chỉ. Đấy. Thì khi chúng ta có cái tâm thiện như vậy thì chúng ta nên ăn. Tức là nên bỏ thực phẩm vào miệng khi mà chúng ta đang có tâm thiện. Đó là trong bài Kinh Hôi Thối. Rồi, một vấn đề nữa là cái mục đích của việc mình ăn. Nếu như mình ăn để cho mình có sức khỏe, rồi mình làm những cái việc hại mình, hại người, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì không có nên ăn. Còn nếu như mình ăn để mà mình có sức khỏe, tu tập hướng đến sự giải thoát giác ngộ, đấy, ăn để có sức khỏe hành thiền, ăn để có sức khỏe chánh niệm, thì khi đó mới nên ăn. Thành ra đó, tu cái mà mình bỏ vào miệng là tu như vậy đó. Rồi tu cái đi ra khỏi miệng. Một cái là đi vào, một cái là đi ra. Tu cái đi ra khỏi miệng tức là gì? Mình chỉ nói cái gì nên nói và cái gì không nên nói thì đừng nói. Cái gì nên nói? Tức là chánh ngữ. Còn cái gì không nên nói là tà ngữ. Mình chỉ nói cái gì mà nó xuất phát từ cái tâm từ bi, hỷ, xả thì nên nói. Xuất phát từ sự lợi ích, xuất phát từ sự thật, xuất phát từ cái sự suy nghĩ thấu đáo thì nên nói. Trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, Đức Phật nói chỉ nên mở miệng khi nào nó có đủ những cái điều kiện này. Đầu tiên là đúng sự thật, cái thứ hai là đúng thời điểm, cái thứ ba là có lợi ích, cái thứ tư là có suy tư. Tức là mình suy tư cái lời nói gì mà cho nó dễ đi vào lòng người ha. Và cái thứ năm ấy là có từ tâm. Thì một cái lời nói mình nói ra nó có độ hội đủ những cái yếu tố đó thì mới nên nói. Đó là tu cái đi ra khỏi miệng. Còn những cái gì mà mình không nên nói, tức là nói dối, nói đâm thọc, nói vô ích, nói hai lưỡi, thì những cái đó mình không có nên nói. Do đó tu cái miệng là tu ở chỗ đó đó.